tính trong sau cho mục đích của cuộc vận động nhằm tạo ra sự nhận thức và chuyển biến mạnh mẽ
mạnh tinh thần và vật chất, phát huy sức mạnh trách nhiệm của từng gia đình, từng cá nhân và cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị xã hội, tạo ra phong trào quần chúng mạnh mẽ, làm cho cuộc vận động đem lại hiệu quả thiết thực. Người cao tuổi Việt Nam là lớp người của công sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục thế hệ con cháu về nhân dân, về nhân cách, phẩm chất, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, thương phương ngoài, giữ gìn giao phong, kỷ cương phép nước, bảo vệ, phát triển thuần phong mỹ tục, truyền thống yêu nước của dân tộc ta. Từ bao đời nay, người cao tuổi Việt Nam chúng ta có những đóng góp xứng đáng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, chống Pháp và chống Mỹ, giành lại độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước. Nay còn sức lực vẫn tiếp tục theo trí tuệ, kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp đem ra xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong hiện nay, cuộc sống của người cao tuổi nói chung chủ yếu vẫn do bản thân tự lo liệu và gia đình có cháu nuôi dưỡng. Nhiều người, nhất là những người có, những người cô đơn không nơi nương tựa, còn gặp khó khăn bất hạnh trong cuộc sống. Nhằm đảm bảo chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đáng kính, phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quan điểm của Đảng, Nhà nước, tất cả vì mọi người, đó là chủ nghĩa nhân văn cao đẹp. Cuộc vận động xây dựng quỹ chăm sóc người cao tuổi là cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc, chẳng những là trách nhiệm mà còn thể hiện tình cảm đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam ta. Ban vận động xây dựng quỹ toàn dân chăm sóc người cao tuổi kêu gọi sự đông ra đóng góp ủng hộ xây dựng quỹ của mọi người, mọi gia đình, ban ngành đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đóng quân trên địa bàn xã Xuân Phú, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân. Hãy cùng với Đảng và Nhà nước chung tay góp ủng hộ vào sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, làm cho cuộc vận động đem lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện chủ động để động viên người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội, sống hạnh phúc, sống có ích cho gia đình và xã hội. Xuân Phú ngày 20 tháng 8 năm 2019, cây dâu thơm chắc là không phải. Có cây dâu thơm với cây dâu lăng chắc. Do vậy, ban quyên góp xây dựng quỹ chăm sóc người cao tuổi của thôn An Phú xin đọc thông báo tới toàn thể nhân dân trong thôn. Đối với các tầng lớp nhân dân trong thôn, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng quyên góp ủng hộ quỹ chăm sóc người cao tuổi năm 2019, ban vận động quyên góp xây dựng quỹ chăm sóc người cao tuổi của thôn đã họp và đã cử ra các tổ để đi đến các hộ và các hộ thực hiện kế hoạch ủng hộ. Mức vận động ủng hộ như sau: đối với các ông bà hưởng lương là ủng hộ 50.000 đồng, đối với các ông bà hưởng phụ cấp là 20.000 đồng. Còn lại mức vận động đối với các hộ gia đình trong thôn ủng hộ thấp nhất là 10.000 đồng trên một hộ. Đối với các doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn, các doanh nghiệp ủng hộ thấp nhất là 200.000 đồng trên một doanh nghiệp. Do vậy, để đảm bảo việc các hộ thực hiện kế hoạch quyên góp ủng hộ quỹ chăm sóc người cao tuổi năm 2019, thôn An Phú xây dựng kế hoạch như sau: trưởng ban cuộc vận động xây dựng quỹ chăm sóc người cao tuổi do đồng chí Cao Văn Quân, bí thư chi bộ làm trưởng ban, ông Nguyễn Văn Quân trưởng thôn là phó ban, còn lại các
làm ủy viên và cụ thể sẽ được phân công về các tổ đi đến các hộ.